Anh Nhân, anh Nhân đâu rồi? Cô là ai vậy? Cô tìm anh Nhân có chuyện gì? Tôi đi tìm chồng của tôi là vợ cũ của anh ấy. Cô không biết à? Anh Nhân ảnh không có nhà. Cô ngồi đợi anh đi để tôi đi lấy nước cho cô uống. Ê, cô đi đâu đó? Cô ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì cô nói đi. Cô mau ra khỏi căn nhà này đi, căn nhà này là của tôi. Cô và anh Nhân còn liên quan gì nữa đâu mà cô đến làm phiền chứ? Cô và chồng tôi cưới nhau đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Ủa, tôi đã đồng ý chưa? Với lại tôi là mẹ của thằng Long, là vợ cũ của anh Nhân. Như vậy đã đủ liên quan chưa? Cô và anh đã ly hôn rồi. Mỗi người đều có cuộc sống mới, đâu có liên quan gì với nhau nữa đâu. Đúng là tôi và chồng tôi đã ly hôn rồi, nhưng mà bây giờ tôi muốn quay lại với anh ấy. Cô nghĩ bây giờ tôi quay lại á thì anh ấy sẽ chọn ai? Cô cũng chỉ là người như thế mà thôi. Bây giờ thì cô đi dọn đồ rồi cút đi. Đi trong im lặng sẽ đỡ nhục hơn đó. Đây là nhà của tôi, tại sao tôi phải đi chứ? Lúc trước cô với ảnh ly hôn là do cô ngoại tình. Cô đã lấy nhà lấy xe, bây giờ cô tới đây cô còn muốn đòi gì nữa? Đó là chuyện của tao, chuyện vợ chồng tao. Mày là người ngoài, mày biết cái gì mà mày nói? Mau dọn đồ cút khỏi căn nhà này đi. Chuyện bỏ chồng bỏ con là chuyện của cô. Bây giờ tôi đã là vợ anh ấy rồi, cô có quyền gì mà đuổi tôi chứ? Người cút ra khỏi nhà phải là cô á. Mày nói ai là con khốn hả? Cô làm gì vợ tôi đấy hả? Anh Linh, em có sao không? Sao cô đến nhà tôi là còn đánh vợ tôi nữa vậy hả? Em mới là vợ anh đây mà. Cô ta chỉ là người thay thế mà thôi. Anh Nhân, em biết anh còn thương em nhiều lắm đúng không? Anh bỏ qua chuyện cũ đi, mình quay lại được không? Em còn thương anh nhiều lắm. Cô còn dám nói là vợ tôi sao? Cô không biết nhượng à? Lúc trước cô bỏ cha con tôi đi vì một người đàn ông xa lạ. Ngày hôm đó tôi và con đã khóc cầu xin cô ở lại, cô không nhớ sao? Là do em sai. Lúc đó em bị người ta dụ dỗ chứ em đâu có muốn đâu. Anh Nhân, anh tha thứ cho em lần này nha. Với lại em cũng là mẹ của thằng Long mà. Anh không muốn thằng Long thiếu tình thương của cha mẹ đúng không? Cảm ơn cô đang suy nghĩ cho con. Tôi đã tìm được cho con một người mẹ tốt, không giống như cô. Linh sẽ là một người mẹ tốt. Dâu Thảo đặc biệt sẽ là một người mẹ thương con. Cô ta có cái gì mà anh bên cô ta dữ vậy? Vì Linh yêu thương tôi thật lòng và chăm sóc cho gia đình tôi nữa. Không giống như cô, ngoài việc thả thính theo trai, ngoài việc đó ra cô đâu có làm được gì nữa đâu. Anh, mà cũng đúng, cô ta cũng xinh gái, cũng biết lấy lòng người khác, cho nên anh chết mê chết mệt đúng không? Bây giờ anh cũng mê gái đẹp, cũng đang bỏ tôi để theo cô ta đó thôi. Cũng đâu có khác gì nhau đâu, phải không anh Nhân? Sao cô lại nói chuyện vợ chồng của tao? Mày biết cái gì mà mày nói? Ê, cô quay đủ chưa hả? Cô phá đủ chưa? Sao cô dám đánh Linh? Cô có tin? Cô có tin tin tôi sẽ đánh cô không đúng không? Linh, cô thấy đó, ai mới là người ảnh thương? Cô hiểu mà. Tôi không muốn đánh phụ nữ, đặc biệt là loại phụ nữ như cô. Cô mà còn dám đụng đến vợ tôi nữa thì không xong với tôi đâu. Cút ra khỏi nhà tôi. Anh, nếu cô còn chút tự trọng ấy thì đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Còn Long, nếu như mà nó nhớ cô thì tôi sẽ dẫn nó đến gặp cô. Còn bây giờ ấy, cút ra khỏi nhà tôi đi. Linh, em có trách anh không vì anh đã... Sao lại trách anh chứ? Nếu là em cũng làm như vậy thôi. Đôi khi những cú đấm hay những cái tát không giải quyết được hết, mà quan trọng hơn hết đó là cách giải quyết của anh như thế nào thôi. Cảm ơn anh vì đã không bỏ em mà còn bảo vệ cho em nữa. Cảm ơn em rất nhiều vì đã cho anh biết gia đình thực sự là như thế nào. Anh thật may mắn khi gặp được em. Anh, đây là Huệ, bạn thân của em này. Chào anh đẹp trai. Thôi bà ngồi xuống đi, ăn cơm luôn nhé. Thôi bà ăn đi bà. Cậu thật là may mắn khi có bạn trai cao ráo, đẹp trai mà dễ thương như vậy đó nha. Mặc dù gương mặt của cậu không được ưa nhìn cho lắm. Xin lỗi anh Trung nha, em là đứa thích nói thẳng à. Bạn nên chăm chút lại đi Hương à. Phụ nữ mà không đẹp thì khổ lắm. Hương, bạn của em hả? Hương à, thiệt là tốt quá đi. Mời bạn về chơi, còn nấu bao nhiêu là đồ ăn phục vụ bạn trai với bạn nữa. Giỏi quá trời. Ây à, Hương à, bạn trai của cậu thật sự đẹp trai lắm á nha. Cậu thật là may mắn. Anh à, Hương nó thật là khờ khạo chậm chạp quá hà. Đã thế mà còn không được xinh nữa. Đâu, anh thấy Hương dễ thương mà. Vừa hiền lành và vừa tốt bụng nữa. Hay, nó hay giả vờ vậy đó mà. Có khi cả tuần lễ cái đầu chưa gọi nữa. Lại còn bừa bộn nữa. Cái phòng nó như cái chuồng gà vậy đó. Huệ, sao bà lại... Ây à, tôi chỉ nói giỡn thôi mà, chưa gì đã muốn khóc rồi. Hương à, lên trên phòng lấy giùm chị cái điện thoại nha, chị để quên ở trên đó. Dạ. Chị làm cái gì vậy? Chị bị điên rồi hả?
chị em nhà này bị khùng hết rồi. Cô đừng diễn cái bộ mặt đó ra với tôi nữa. Bộ mặt diễn viên của cô làm tôi phát gớm. Hương nó đã tốt bụng giới thiệu bạn trai của nó cho cô biết mặt, vậy mà cô còn chế giễu bỡn cợt nó nữa. Chị, ai là chị của cô chứ? Cô nên tránh xa Hương và bạn trai của nó ra. Cô học phép lịch sự rồi đúng không? Cô nên biết điều, nếu không thì đừng có trách tôi. Mới và lớn mà học đòi làm trà xanh trà đào. Xui cho cô hôm nay tôi ở đây, cho nên cô không lòi cái đuôi ra được đâu. Còn bây giờ, đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.